Sáng ngày 12 tháng 5 năm 2020, Hội chữ thập đỏ thành phố Hải Phòng và Hội chữ thập đỏ huyện Thủy Nguyên phối hợp với Hội chữ thập đỏ xã Liên Khê tổ chức chợ nhân đạo tại Ủy ban nhân dân xã Liên Khê để trao tặng 100 suất quà đến các hộ nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Về dự có đồng chí Cao Thị Phượng, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ thành phố, đồng chí Hoàng Nhật Thọ, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ huyện Thủy Nguyên cùng các đồng chí lãnh đạo địa phương. Phát biểu tại chương trình, đồng chí Cao Thị Phượng cho biết, những suất quà được trao tặng trong chương trình chợ nhân đạo tuy giá trị kinh tế không lớn nhưng thể hiện tấm lòng tương thân tương ái của các nhà hảo tâm mong muốn chia sẻ khó khăn với bà con nhân dân. Đồng thời, Hội chữ thập đỏ thành phố sẽ tiếp tục hỗ trợ việc xây dựng nhà cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Thay mặt lãnh đạo địa phương, đồng chí Trần Văn Oánh, Bí thư Đảng ủy xã Liên Khê đã phát biểu cảm ơn Hội chữ thập đỏ đã luôn quan tâm hỗ trợ người dân. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, Hội chữ thập đỏ thành phố cùng với Hội chữ thập đỏ huyện phát động thêm nhiều hoạt động từ thiện để giúp bà con vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Sau chương trình, đoàn công tác của Hội chữ thập đỏ đã đến thăm một số hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Liên Khê và trao tặng mỗi hộ 10 kg gạo. Đến thăm căn nhà cô Phạm Thị Việt được Hội chữ thập đỏ hỗ trợ kinh phí xây dựng, đồng chí Hoàng Nhật Thọ, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ huyện Thủy Nguyên đề nghị các địa phương tích cực rà soát, lập danh sách những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở để đề nghị Hội chữ thập đỏ các cấp hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà mới cho bà con trong thời gian tới.